chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ, Em xem dạ em video cũng đi. có xem, em cũng có bà chị kia đã giới thiệu rồi xong em cũng có xem. Dạ Chị ấy có tình yêu chưa? chắc hình như là có đó rồi sao chị. Vậy đó. Rồi chị chào em Dạ em chào chị. ha. Karaoke hùng quá. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Cách Nói Yêu Thương hôm nay ha. Dạ Em có thể chào cộng đồng là em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Yêu Anh, em chào cộng đồng và trong nước và ngoài nước của chị Yêu Anh, của chị Yêu Hình. Em tên Nguyễn Thị Hà Thông, sinh sinh năm 85 và giấy tờ thì năm 86, quê ở Phú Yên. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang buôn bán hải sản với mở cái tiệm spa. Giỏi vậy đó, mình làm tới hai việc luôn hả? Dạ Em có nhân viên làm cho mình không? dạ có ạ. Em có được bao nhiêu nhân viên? Tùy chị, ví dụ như cái lúc nào hàng nhiều thì em mướn thêm, còn lúc nào ít thì em dừng lại bớt. Rồi em làm công hai công việc đó được bao lâu rồi? Dạ, công việc spa thì em mới mở gần năm, còn buôn bán của em bữa nay cũng được 6 năm rồi chị. Tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ, em ly hôn. Ly hôn hả? Ly hôn bao lâu rồi? Em ly hôn bữa nay 7 năm rồi chị. Lý do gì sao hai vợ chồng em chia tay nhau? Dạ, cuộc sống thì ảnh gia trưởng quá. Rồi em được mấy bé? Dạ em được một bé 12 tuổi chị. Ô, con em nhỏ gì đó hả? Dạ Rồi ông xã trước em làm công việc gì? à hồi trước kia ông xã em mà ông làm ngồi chạy xe ủi á chị, xe ủi xe móc á. Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em thì hay lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Còn khuyết điểm của em? À, khuyết điểm của em ấy, thì em cũng hay nóng tính, với hơn nữa công việc của em thì em cũng hay cứng rắn tí. Bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Em muốn người đó thì cũng hoạt bát giống như em tí ạ. Công việc ổn định. Rồi em có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Khoảng lớn lớn hơn em 2 3 tuổi trở lên là được rồi. Rồi nếu anh ấy hút thuốc uống rượu em nghĩ như thế nào? Dạ thì bữa nay thì ai cũng không thuốc cũng uống rượu nhưng mà phải có độ dừng chị, ví dụ lắm lúc anh em hay bạn bè thì được chứ đừng có ngày nào cũng uống. Cũng chưa hiểu gì lắm Em cũng không có nói với chị. bé luôn. Nhưng mà sau khi chia tay với ông xã em rồi, em có quen với người nào khác nữa không? Chắc cũng có nhiều người theo đuổi em hả? Thì cũng không có quen ai chứ mà điều người ta thì cũng mến, nhưng mà lúc đó chia tay với ông xã thì cuộc sống em khổ sợ khổ. Bây giờ em cũng ráng em lo cho cuộc sống thì em đầu tư vô công việc rất là nhiều, thành em cũng không có nghĩ tới tương lai, tới chuyện chuyện đó, thành em lo cho tương lai trước, sự việc trước. Em rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ Em dạ xem em cũng video có xem, em cũng có bà chị kia đã giới thiệu rồi xong em cũng có xem, em thấy chương trình chị rất là ấy, thì là em tin em vô. rồi em coi được nhiều video không? Dạ cũng thỉnh thoảng chị, có lúc nào em rảnh chưa, ban ngày em cũng hơi bận việc công việc tí nhưng mà em vẫn quen lời giới thiệu của chị kia thì em cũng thấy yên tâm. Và chị Chị bạn của em hả hay là chị em? dạ chị bạn Chị ấy có lên video của chị không? dạ Chị ấy có lên video của chị không? chắc chị có, chị có chị mới chị cho em. Chị đó cũng độc thân hả?
Chị ấy có tình yêu chưa? Chắc hình như là có rồi, là sao chị? Vậy đó hả? Chị bạn em tên gì? Dạ. Chị bạn em tên gì? Chị đang tên Tiết Hải. Tiết Hải. Chị ở Phú Yên á chị. Rồi mời em đi ăn đám cưới chưa? Cho chị mời chưa, chị mới có nhưng mà em với chị sao á, hồi trước kia em với chị là mua buôn bán chung. Anh sau này chị về quê chị hơi xa, sau này chị cũng không có mời em nhưng mà chị báo thấy chị là có tin vui. Dạ. Em rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Dạ em cao 1m60 chị. Em có nghĩ anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Dạ em thích anh cao 1m7 trở lên. Dạ em là em cao 1m6 nhưng mà con người em nó vừa, em thấy em cao đó. Nhưng mà ảnh cao ít thì đi thì thấy em cao hơn ảnh đó. Em là nặng bao nhiêu? Em nặng 55kg. Giữ dáng khá hay ha, có tập thể dục không? Dạ không, dáng em thì hồi giờ nó chuẩn vậy đó chị, hồi gái nó giờ nó cứ nó rất là dáng rất là đẹp. Rồi gia đình của em có được mấy anh chị em? Dạ gia đình của em có 5 anh chị em. Người hàng xóm em hát nhạc, hát karaoke lớn quá. Những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Thì nhiều lúc rảnh thì em cùng với khách hàng đã chạy cũng hay tới quán cà phê rồi vậy thôi, chứ cũng không có thời gian rảnh mà với bạn bè mà đỡ đi chơi xa. Rồi em có sở thích karaoke hoặc là shopping gì không? Dạ em có sở thích là shopping. Lâu lâu dẫn con đi á chị. Dạ bé cũng chịu thiệt thòi nhiều. Tiệm có em mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ? Em á, cái công việc buôn bán của em á thì vô giờ giấc, mấy giờ cũng có á. Thì em đi từng con nước. Ví dụ người ta vô nửa đêm sáng rồi có, nhưng mà em có nhân viên làm phụ với em thì em chỉ việc cho nhân viên làm thôi. Em chỉ việc đóng hàng, tải hàng thôi. Còn tiệm spa của em á, thì em có con em dâu của em nó làm. Lắm lúc khách đông thì em mới dạy, em mới vô em làm. Còn không thì mình đã làm. Tiệm spa của em làm mở tại nhà em đó hả? Nè, em đã mở cái tiệm spa của em nè. Rồi tiệm spa của em là làm các giống như là các dịch vụ gì? Massage body nè. Đại khái nó làm cũng nhiều chăm sóc da rồi đó chị, từ việc nhỏ tới việc lớn. Có thẩm mỹ là không? Dạ không, em không có thẩm mỹ. Thẩm mỹ là của bác sĩ phải không? Dạ, thẩm mỹ đó là của bác sĩ. Em thích một anh làm quen với em á, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Dạ, lanh lẹ hoạt bát nha, cho phù hợp với công việc của em. Công việc của em cũng cần giao tiếp. Bình thường chứ em cũng cứ là lanh lẹ hoạt bát hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ thí dụ công việc của em mà đang ngủ buổi tối vậy là người ta gọi điện là mình phải đi đó hả? Dạ, ví dụ như người ta đi làm ở xa thì em có nhân viên của em làm. Và lúc người ta về nhà thì em rảnh thì em làm, em cần. Còn không thì em cũng muốn nhân viên của em. Cứ người ta đi chỗ nào là có một nhân viên ở chỗ đó. Ủa chứ không phải một mình mua một chỗ cố định hả? Phải nhiều nơi hả? Dạ không chị, do người ta đi theo nước á chị, nước biển á chị. Nó càng chỗ nào là chỗ đó, người ta đi tới đó là mình phải cho nhân viên tới đó con. Ồ vậy đó hả, Phi cũng chạy tới đó luôn. Dạ, cứ người ta đi là người ta mang theo điện thoại. Khi người ta vô là người ta sẽ gọi cho em. Em sẽ gọi nhân viên tới đó. Nhưng mà mỗi lần mình thu mua như thế, mình phải lái xe lớn hay là xe nhỏ thôi? Mỗi chỗ một ít thì em... Chị biết ba gác không? Biết chứ ba gác không? Dạ, đó là một người con rồi xong, sau này xong rồi bắt đầu là anh ba gác anh tới anh chở lên đường. Và cho xe tự tới bóng rồi, cho em cũng không có ra, không có tới, không cho nơi đó. Có gì quay qua video cho em thấy. Rồi à, em có giống như em bỏ vô cho nhà hàng hay là sao? Dạ. Em bỏ cho nhà hàng hay làm sao?
Không, em gửi vô cho Tom Hôm Anh nha chị. Gửi gì đâu? Em gửi vô cam răng cho Tom Hôm. Em rồi, nếu mà có người yêu, em có thích người yêu của em, có tính lãng mạn không? À, dạ có chị. Ông xã trước của em có lãng mạn không? Dạ, ông xã em á thì cũng có chút ít. Rồi, gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ không ạ. Em làm như thế này á, thì em có phải nấu ăn cho mình không? Hay là em có người nấu ăn cho mình? Dạ thì cũng tùy công việc chị. Lúc những cái ngày, nhất là những cái ngày cận Tết đó chị, vừa tiệm với vừa công việc thì em hay ăn ở ngoài. Còn những cái tháng này thì nó tìm em nó ít khách hơn thì em cũng hà cũng nấu ăn ở nhà. Làm spa là em cũng phải đi học nghề hả? Dạ, spa là mấy cái tháng 9 trở lên đó chị, là khách đông lắm. Gần Tết. Tết. Gần Tết là dạ. Mình đẹp ăn Tết đó hả? Dạ. Rồi với công việc hiện tại của em á, em đã vừa ý chưa? Trong tương lai nếu có cơ hội có muốn phát triển thêm hơn không? Em muốn, nếu có cơ hội thì em sẽ phát triển thêm. Do công việc của em thì nó cũng rất là nhàn, em có nhân viên hết. Dạ có chị, em cũng dự định thêm mấy công việc nữa. Giỏi gì, mình làm giỏi gì đó hả? Dạ. Em quản lý sẽ không? Dạ. Em quản lý nó sẽ không? Một mình á, làm nhiều việc á. Dạ cũng sợ chị, do công việc của em á thì em có nhân viên. Nhưng mà nhân viên đó là cũng lâu rồi, với hơn nữa cũng là người thân của em nữa. Cái chỗ nào người thân thì người thân, có chỗ nào là nhân viên, nhưng mà nhân viên ở ở làng em á, người ta cũng rất là, mình sống tốt với người ta thì người ta cũng sống rất là thiệt tình với em. Người ta rất là thật mà. Dù không có mặt em nhưng mà người ta vẫn quản lý cho em hết. Vậy là em cũng giỏi, em cũng may mắn á. Dạ. Cha mẹ em còn đầy đủ không? Dạ, cha mẹ em mất hết rồi chị. Sao hôn nhân đổ vỡ, hiện tại bây giờ trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Dạ, biết lo cho, biết thương em và thương con em nữa. Biết thương em, và thương con em. Ngoại hình của anh ấy đối với em có quan trọng không? Chị nói sao em không nghe? Ngoại hình của anh ấy đối với em có quan trọng không? À, ngoại hình à? Thì nếu mà chị hỏi thì em mới nói. Nếu mà ngoại hình thì ảnh cao nhưng mà cũng vừa là ok. Chị hỏi em mới nói. Chứ không chị nói em kiến nữa. Gia đình của em, bạn bè có nói em khó tính không? Dạ. Gia đình rồi bạn bè có nói là em khó tính không? Ý là gia đình nhà em á hả? Dạ thì nói đúng là anh em nhà em rất là thương anh em. Do ba mẹ mất cũng hơi sớm, anh em cũng rất là đùm bọc với nhau. Do gia đình là cả nhà em có mình em con gái à, anh em cũng rất là thương. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Sau video này nếu mà anh nào thích em, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với em ha. Rồi sau video này nếu mà em thích anh nào, ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với anh ấy. Tuy nhiên nếu ở Việt Nam, hình như là chị nói em không nghe, ở ngoài em nó mở karaoke nữa không nghe giờ luôn á. Rồi em chào khán giả đi, nói nghe thì chào khán giả đi. Dạ, dạ em chào chị Huỳnh, em chào khán giả, chúc một buổi tối vui vẻ ạ. Em để điện thoại ngang vậy.